ba, chị ba. Thưa ba, mẹ con mới về. Em chào chị hai. Dạ đúng lúc lắm đó. Sẵn tiền có cả gia đình ở đây á, tôi cho cô cơ hội cuối cùng để nói rõ tất cả mọi chuyện. Chị đang nói chuyện gì em không hiểu. Có chuyện gì vậy chị hai? Em đó, tỉnh táo lại giùm chị đi, đừng để cho người ta dắt mũi mình nữa. Thôi đi, có chuyện gì chị em ngồi xuống từ từ nói. Ba mẹ còn sống đây, tụi con cãi vậy có làm sao được. Ba mẹ, nè, cả nhà mình coi đi. Nè, ba cũng coi luôn đi. Nè, đây còn có clip nữa nè mẹ. Cả nhà mình nhìn đi, nhìn để biết đó là nhà mình rước phải con dâu ngoan hiền hay là một đứa xảo trá. Đã vậy còn đi lăng nhăng nữa. Những chuyện này không phải như vậy đó. Cô còn nói nữa hả? Hèn gì, ngày xưa bao nhiêu phòng không nhầm vô lại nhầm trúng cái phòng con của chủ tịch để mà xảy ra sự cố mang bầu. Chị hai, em im đi. Em tính định nói tới chuyện nào nữa? Em để im cho chị nói. Tưởng đâu cô là một người gái quê ngoan hiền, ai ngờ già này á vô phước lắm mới rước phải cô về làm dâu. Vừa có tính nham hiểm, tham tiền tham chức, đã vậy á hả còn đi lăng loàng, đi ve vãn với trai lạ nữa. Dạ không phải, không phải như vậy đâu mọi người ạ. Cô còn chối nữa hả? Chưa hết đâu. Không phải là những cái chuyện này mà cô còn cấu kết với lại công ty đối thủ, bán bản đấu thầu, làm thất thoát biết bao nhiêu tiền của công ty Minh Quang. Chuyện này cả công ty ai cũng biết. Từ ngày cô vô cái nhà này, chưa một ngày nào gia đình tôi được yên ổn. Công ty Minh Quang cũng vì cô mà lao đao mấy tháng nay, cả gia đình mình ai cũng biết. Bây giờ cô còn chối nữa hả? Nhà này vô phước lắm mới rước phải cô về làm dâu đó. Thật sự là ngay từ đầu con đến với anh Quang tất cả là xuất phát từ tình yêu, và quan trọng nhất là con muốn cho bé Ken có một gia đình hạnh phúc đàng hoàng. Tuy là con không phải là một người làm việc giỏi, nhưng mà chắc chắn không bao giờ có chuyện là con bán đứng công ty như vậy. Chị có thể nói về em như thế nào cũng được, nhưng mà xin chị đừng có chà đạp đến danh dự và nhân phẩm của em như vậy. Những người sống không đàng hoàng như cô mới nói giỏi đạo lý như vậy. Chị Hà, mấy tấm hình này là như thế nào hả chị? Em đã rất tin tưởng chị mà. Chị làm em thất vọng quá. Thôi đủ rồi, cô đừng có đem nước mắt ra đây để cầu mong sự thương hại của mọi người trong gia đình này nữa. Suy cho cùng cũng là do gia đình tôi đặt niềm tin nhầm chỗ mà thôi. Đã tới nước này rồi thì tôi cũng nói luôn, gia đình này không thể nào chứa chấp một đứa con dâu phản bội xấu xa như cô. Mời cô đi khỏi nhà. Ba, anh à. Ba sao vậy? Ba sao hết lần này tới lần khác em lại lừa dối anh? Tại sao lừa dối anh nhiều lần cho mình vậy? Thật sự là em biết là anh không thích em qua lại với Tùng, cho nên khi Tùng bị tai nạn em mới phải nói dối anh để vào bệnh viện thăm Tùng. Em biết là em sai rồi. Em biết là em sai mà. Em biết là em sai. Em chỉ có là em biết là em sai. Em là mẹ Ken, là vợ của anh. Vậy mà em đi thân mật với Tùng. Em nói đi, em coi anh là gì trong cuộc đời của em hả? Những chuyện này thực sự em cũng không biết tại sao có những tấm hình này. Dạ, em không biết là tại sao nữa. Khi mà em vào thăm Tùng rồi em mới bị ngủ thiếp đi, nhưng mà sau đó em không nhớ cái gì nữa hết. Và em cũng không biết là tại sao lại có những chuyện như thế này. Anh à, anh phải tin em. Anh tin em? Sự thật trần trần vậy anh tin em? Được rồi, với những tấm hình này, em nói đi, bây giờ anh phải làm gì? Em nói em bị Quang đúng không? Em tìm cách đi, tìm cách mình Quang cho mình đi. Anh à, anh phải tin em chứ anh Quang. Chỉ có những người bên cạnh cô thì mới bị lao đao thôi. Chị nói vậy lần sau chị Dân,
Anh chị muốn biết gì cứ hỏi con gái cưng của anh chị kìa. Ừ chị Vân à, có cái gì thì chị phải nói rõ ràng. Vợ chồng tôi có mặt ở đây mà chị cứ lấp lửng như vậy á, tôi có cảm giác như là chị khi dễ tụi tôi đó. Bà, để cho ba nói chuyện. Thường thì không có ba mẹ ở đây á, người ta còn khó chịu với con tới cỡ nào nữa. Hôm nay có cái gì mắc mú thì cứ nói thẳng một lần. Bộ anh chị nghĩ tự nhiên vô duyên vô cớ mà tôi khó chịu với nó hả? Hỏi con gái của anh chị đi. Nó dám bán thông tin mật của công ty, rồi còn gian díu với đàn ông ở bên ngoài nữa đó. Nè, chị có ghét con tôi bao nhiêu á, đừng có đặt điểm như vậy. Dạ đúng như vậy đó, con Hà của tôi nó không làm những cái chuyện như vậy đâu chị. Anh chị không tin thì cứ hỏi con gái của anh chị đi, coi nó trả lời làm sao. Con à, vậy là sao hả con? Mẹ không có hiểu gì hết. Con nhỏ này, lúc cần nói thì không nói, còn oan ức gì nói hết ra đi. Thật sự là con không có làm. Chỉ một câu không làm là đủ hả? Nếu cô không làm thì cô giải thích đi. Tại sao chứng cứ rành rành ra đó? Con thực sự là con không làm. Nhưng mà bây giờ con cũng không có cái gì để giải thích hay là chứng minh chuyện này hết. Người ngay thẳng thì không ai ăn nói ấp a ấp úng như vậy. Chỉ có những người làm chuyện xấu, có tật giật mình nên không giải thích được chuyện gì hết. Anh chị cũng thấy rồi đó. Thật sự tôi không có cách nào có thể chấp nhận cái đứa con dâu như vậy. Mà nó đúng ra không gia đình nào chấp nhận nổi đâu. Xin lỗi chị, chị cứ mở miệng là chị nói dâu này dâu nọ. Ủa dâu nó không phải là con hả? Con gái tôi á, bản chất là hiền lành chất phác, từ nhỏ đến lớn không bao giờ có cái chuyện mà tham lam gian dữ như chị nói đâu. Bây giờ tin hay không là tùy anh chị. Tôi đang rất là bận, không có thời gian để đôi co với hai người. Con đồ của con và thằng Ken về quê gấp. Ba ơi, cái này là rắc rối của con. Ba để cho con tự giải quyết được không ba? Bây giờ con không đi phải không? Con không đi thì ba mẹ đi. Ông à, khoan đã. Ba ơi, ông mẹ, ông ba. Ba ơi, mẹ ơi, ba ơi, con xin mà. Ông bà đừng như vậy mà. Con nghĩ là mẹ chồng con có hiểu lầm chuyện gì cho nên mới nói như vậy thôi. Chứ mọi chuyện không như ba mẹ nghĩ đâu mà. Hiểu lầm cái gì? Người ta đã nói như vậy rồi, con còn muốn cái gì nữa mà chưa chịu thôi đi. Ông à, ông đừng có nóng giận như vậy mà. Ông là con sợ đó ông. Tôi xin ông mà. Hơn nữa bây giờ đồ thể nói là đi được đâu hả ông? Còn con nữa, bà con nói đúng đó. Nếu mà nhắm không ở nổi với cái nhà này á, ly dị đi, về sống với ba mẹ. Đừng ở đây mà chịu được một mình như vậy con à. Con xin lỗi, lúc nào con cũng làm cho ba mẹ phải phiền lòng vì con hết. Đừng có nói như vậy, nghe chưa hả? Con là con gái của ba mẹ, ba mẹ lúc nào cũng tin tưởng vào con hết á. Mặc kệ người ta muốn nói gì nói, ba mẹ không quan tâm. Ba mẹ chỉ muốn con gái của ba mẹ lúc nào cũng được hạnh phúc. Hứa với ba mẹ, không được chịu được đau khổ một mình như vậy, nghe chưa? Con nghe mẹ nói chưa? Con ơi, con sống trong cái gia đình này á, ngày nào cũng muốn chạm mặt, mà người ta lại có ác cảm với con, thì liệu con có thể sống nổi hay không? Thà là con nuôi con một mình như trước, vậy mà sướng hơn con à. Bây giờ con tính sao? Rắc rối của con chắc là để con tìm cách giải quyết. Chỉ cần ba mẹ tin con là được rồi. Còn bây giờ để con đưa ba mẹ về nghỉ nha. Trôi đi nhanh muộn phiền ta sẽ rồi vơi.